Nhận định bóng đá Chile với Peru, 7 giờ 30 phút ngày 4 tháng 7, bán kết Copa America 2019. Không quá phô trương sức mạnh nhưng với lối chơi thực dụng, lầm lì và đầy bản lĩnh của nhà vô địch, Chile được tin tưởng sẽ khuất phục đối thủ khó chơi Peru. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo, đội hình ra sân của hai đội, link trực tiếp được ghim dưới mô tả video. Dấu ấn Rueda, sân Arena do Grêmio từng làm đau đầu từ Messi lẫn tai. Trong khi Messi chê bai thậm tệ mặt sân thì vị thuyền trưởng đội tuyển Brazil đổ tại chất lượng mặt cỏ khô cứng khiến đội bóng của ông gặp nhiều khó khăn trước Paraguay. Nhưng hãy nghe phát biểu của huấn luyện viên Reinaldo Rueda sau buổi thị sát sân bóng tổ chức trận bán kết Chile, Peru. Mặt sân không tốt, cũng không tệ, chúng tôi chơi mặt sân nào cũng ổn, vì chúng tôi là Chile. Mặt sân có thể ảnh hưởng đôi chút đến lối chơi, nhưng với Rueda, tinh thần mới là điều quan trọng. Từ khi lên dẫn dắt đội tuyển Chile vào tháng 1 năm 2018, ông đã vực dậy các học trò sau thất bại tại vòng loại World Cup 2018. Rueda luôn nhắc chúng tôi rằng Chile không phải là nhà vô địch Copa America hai kỳ liên tiếp, mà là đội bóng không giành nổi vé tới World Cup 2018. Zidane nói về ông thầy người Colombia, dưới thời Rueda, Chile đã tìm lại tinh thần đoàn kết và ý chí quật cường, những phẩm chất mà họ từng đánh mất tại vòng loại World Cup 2018. Rueda dạy các học trò nhiều hơn những thứ trong giáo án. Vị huấn luyện viên người Colombia truyền đạt kinh nghiệm đối phó với báo chí Chile, cách phục hồi chấn thương và luôn nhìn thẳng vào mắt cầu thủ khi nói chuyện. Nhờ những lời chỉ bảo động viên của Rueda, Sanchez đã vượt qua cơn bão chỉ trích để tìm lại phong độ tại Copa năm nay. Chile của Copa America 2019 gợi lại hình ảnh lì lợm của chính họ trong hai kỳ Copa 2015-2016 mà họ lên ngôi vô địch. Vẫn những con người đó, lối chơi đó nhưng đã vượt qua cú sốc vòng loại World Cup 2018 để tìm lại chính mình. Công đầu thuộc về Rueda. Chile vào tới bán kết sau khi hạ Colombia ở loạt luân lưu 11m hòa 0-0 trong 90 phút. Đó cũng là cách Peru vượt qua Uruguay tại vòng tứ kết. Với hai đối thủ này, rất khó chờ đợi một bữa tiệc tấn công. Thậm chí ngược lại, Chile và Peru sẵn sàng chơi bài cù nhảy, rình rập nhau mắc sai lầm. Cả huấn luyện viên Reinaldo Rueda lẫn Ricardo Gareca đều bị chỉ trích vì phong cách bóng đá thực dụng, khô khan. Nhưng với họ kết quả mới là điều quan trọng nhất. Peru đã chơi khổ nhục kế trước Uruguay để chờ đá luân lưu. Chile cũng mang bộ mặt thận trọng trước Colombia, và họ đều thành công. Thế nên trận bán kết vào sáng mai có thể thách thức sự kiên nhẫn của người xem. Nếu có điều gì đáng chờ đợi thì đó là khoảnh khắc của các cá nhân. Về mặt này, Chile trội hơn hẳn Peru. Alexis Sanchez đang tìm lại phong độ cao với hai bàn thắng từ đầu giải. Eduardo Vargas cũng đang có một giải đấu thành công với hai bàn thắng đều từ những cú sút xa. Chile còn có một Charles Aranguy sắc sảo hay một Zidane quái kiệt ở tuyến giữa. Trong khi đó, Peru chỉ tập trung dồn bóng cho lão tướng 35 tuổi Paulo Guerrero. Trên sàn giao dịch châu Á, ở trận này Chile cũng được niêm yết ở tỷ lệ âm 1/2 cùng thang điểm ăn không quá chênh lệch. Ở cuộc đụng độ gần nhất chính là trận giao hữu cuối năm 2018, Chile đã được xếp ở tỷ lệ âm 1/4, nhưng với tính chất chỉ là trận giao hữu. Còn cuộc gặp gỡ tới đây khi tính chất đã quan trọng hơn, mức chấp được nâng lên cũng là điều dễ hiểu.